Rồi chào quý anh em nha. Thì từ bữa giờ Đạt cũng không có sale cái gì cho anh em. Thì cũng rất nhiều anh em gọi Đạt, anh em Đạt lên chương trình sale cho anh em đi. Ok luôn anh em. Hôm nay thì ngày cũng đẹp, thì mình lên cho anh em một cái combo. Thì combo này thì giảm chắc cũng khoảng gần 50%, không được 50% nha anh em nha. Tại vì combo này thì nó hơi bản chất là do là giá gốc nó rất là cao, mà Đạt thì Đạt bán rẻ cái bộ này nữa, cho nên là bây giờ có sale thì cũng chỉ sale gần 50% thôi. Nhưng mà vẫn cam kết với anh em là anh em coi hết video này, cái giá cho anh em là vẫn là rất rẻ. Nói chung là bao anh em, nếu mà anh em bỏ số tiền nó ra, anh em chỉ mua được một món thôi. Đó, nói thật với như vậy cho anh em. Anh em bỏ số tiền nó ra, anh em ra ngoài anh em chỉ mua được một món, còn Đạt anh em mua được 3 món luôn. Rồi, nói như vậy để anh em hiểu là cái giá nó như thế nào nha. Rồi, thì đây, hôm nay thì mình gửi tới cho anh em là một cái bộ sản phẩm gồm có 3 món của Dream Thái nha. Anh em nào chơi Dream Thái thì anh em quan tâm cái bộ sản phẩm này. Nhất là một cái tay thắng tồn kho. Đây, tay thắng CP tồn kho. Tay thắng này thì mình cũng dám đem ra sale luôn. Tại vì bữa nào mình về được 50 cây thì mình để dành, bữa giờ không có bán nha anh em nha. Bữa giờ anh em thấy mình không có đăng cái này, tại vì mình để dành. Thì nay mà lấy ra mình sale chơi cho anh em. Thì cái bộ sản phẩm này mình sẽ chốt trong khoảng tầm 30 bộ nha. Tại vì có 50 cây tay thắng nhưng mà mình chốt trong 30 bộ thôi. Mình còn phòng trường hợp mà khách mua hay là khách xin này kia, mình còn có cái mình tặng nữa nha em ơi. Thì đây, đây cái tay thắng CP tồn kho. Để trên cái tay thắng này nó sẽ có chữ CP. Đó anh em thấy không? Giống như cái áo số 3 số 8 vậy đó. Nó gọi số 8 đó. Đây, tay thắng này thì nó đẹp miên man khỏi phải bàn rồi. Cái màu sắc của nó cũng như là cái nước sơn của nó, anh em nhìn vô là anh em mê luôn nha. Mê ly luôn. Đây, đầu nó có cái bấm điện đó này. Chưa? Rồi, ok, quá đẹp. Rồi, tay thắng này bình thường Đạt bán 100.000, đã ra giá là rất rẻ rồi. Ok chưa? Rồi, để qua đây một bên. Tiếp tục đây. Đây là một cọng dây gì đây? Đây là một cọng dây km nha anh em. Đây cọng dây km để anh em vặn lên đồng hồ này. Cọng dây này là cọng dây zin, thì nó sẽ có mã là GG5900 ở đây luôn. Rồi mình sẽ mở cọng dây này cho anh em coi. Thì đây, cọng dây này bình thường Đạt đang bán là 100.000 luôn, cũng là một trong những sản phẩm có giá rất là tốt rồi. À, anh em mua lẻ thì cũng mua cái sản phẩm này rất là nhiều tại vì giá nó rẻ quá. Rồi đây, đây cọng dây. Dây thì nó rất là đẹp, màu nó anh em nhìn anh em thấy rồi. Đây, Thái Moto nha anh em. Đó, chuẩn cho anh em nha. Của Thái nha. Đây, mã là GN5900. Ok chưa? Đó. Mã mộc phải đầy đủ nhưng mà cho anh em nha. Dây zin nó phải có mã. Rồi. Và đây, đây là một cọng dây thắng nha. Đây là cọng dây thắng này, cắt cho anh em coi luôn. Dây thắng nha. Đây là một cọng dây thắng nha anh em. Rồi. Cũng nguồn hái luôn nha, tất cả là hàng zin hái hết. Đây cũng dây thắng này, mã GN5 này. Ok. Đây cũng dây thắng nha anh em nha. Dây thắng. Cọng dây này thì cũng có mức giá là 100.000 luôn, cũng siêu rẻ luôn. Đây, mã GN5900 cho anh em. Đó, mình quay là mã mộc phải đầy đủ như vậy nha anh em nha. Chứ nói dây zin mà không có mã mộc tào lao gì là biết rồi anh em ơi. Mã toàn đưa mã tào lao cho là biết ha. Đó, thì đây là cọng dây thắng zin. Rồi. Thì combo một dây ga, một dây thắng, một dây km, một dây thắng và một tay thắng như thế này. Bình thường thì anh em mua lẻ thì mỗi số 100.000 là 300. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ sale cho anh em với mức giá là 170.000 thôi. Đấy, với giá này thì nói chung cũng gần 50% rồi. Mình không thể 50% được vì 50% mình lỗ nhiều quá. Thì cái này 170.000 là cũng khoảng 45% rồi. Thì anh em nào chúng ta cảm thấy ưng thì anh em mua. Và riêng bộ sản phẩm này sale cho anh em trong 20 bộ, 30 bộ đi, 30 bộ. Tại vì nãy mình nói tay thắng mình có 50 bộ thì mình sell cho anh em trong 30 bộ đi, để chứa 20 cây kia lại ha. Giá là từ 300 giảm còn 170.000 cho bộ 3 món dây km, dây thắng và tay thắng. Anh em ha, về anh em thay dây thắng, anh em thay luôn cái tay thắng này luôn, là quá đẹp. Cam kết 100% hàng zin ha. Giá 300 giảm còn 170.000. Cam kết với anh em chuẩn 100% như video quảng cáo. Ship code cho anh em, nhận hàng trả tiền nha anh em nha. Rồi, anh em nào cần liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. 300.000 giảm còn 170.000 nha.